Hello xin chào các bạn. 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 Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của LJ. Hello xin chào các bạn. Hello xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của LJ. Yeah yeah, lâu quá không gặp. À, ngày hôm nay thì LJ cũng đang làm reaction, có thời gian làm reaction và làm reaction vài video, thì LJ nhớ tới một cái bài gần đây á, là có một cái show reality show mới của Việt Nam mình, của bên V Channel, có ra là cái show là Anh Trai Say Hi, thì là được là nhìn thấy rất là nhiều quảng cáo, rất là nhiều, có rất là nhiều rapper họ ở trong cái show này, thấy không? Họ tham gia cái show này. Thì là mình nhớ là có cái bài này nè, đây bài The Stars, bài theme song của cái show là có nhiều rapper rồi nọ trong này lắm. Cho nên là hôm nay LJ sẽ làm reaction của cái bài từ từ. Đó, cái reaction của cái bài theme song này The Stars của Anh Trai Say Hi. Thì tôi làm cái reaction này để coi mọi người á, mọi người thấy là tôi có nên làm reaction của cái show. Tại vì hôm bữa tôi thấy vợ tôi mở lên á, tính coi á, là cái show này tới 3 tiếng lận. Mà nhiều rapper, tại vì là mình thì mình thích coi những cái chương trình mà có anh em rapper rồi nọ đó, mình reaction không, với lại có content cho tôi làm rồi này nọ nữa không, kiếm fame đồ này nọ không. Ừ, đấy thì mọi người cho tôi biết là có nên làm cái reaction cho cái này không. Ok, reaction cho Anh Trai Say Hi. Tại vì thấy 3 tiếng mà, 3 tiếng chua lắm. Trời ơi, thời gian đâu mà ngồi 3 tiếng. Nhưng mà nếu mà thấy được nhiều ủng hộ ở dưới comment đồ này nọ thì tôi sẽ thử. Không, tại vì cũng có content đồ này nọ làm đồ. Với lại video càng dài thì mình kiếm được càng nhiều fame. Đấy, vậy thôi. Ok, rồi. Mình sẽ làm reaction cho bài The Stars theme song của Anh Trai Say Hi. Ok, ok. Giờ này tôi ốm mọi người, tôi cũng phải ở trong những cái show Anh Trai Say Hi, Say Ba đồ này nọ để mình không có thua thằng Nicole đồ không. Đấy, bạn bè mình phải hơn thua nhau chứ. Rồi, đổi Anh Trai Say Hi. Nhiều nhìn nó hoành tráng à. Ôi, từ từ. Đỗ Phú Quý không biết, anh Tú Atus là mình biết, anh Hát Hay à, Captain hai em tôi, Rider Vũ Thịnh à, không biết. Ồ, có Win, có bạn Won, Win Win Won đọc là sao ta, Won hay là Win à, Song Luân à, Hát Hay, Quân AP hát siêu hay, Đức Phúc khỏi chê, Ali Hoàng Dương, Eric Quang Trung, Negave, nè, Underground, đồ, Hurricane, Tage, chú thứ hai, à, Lưu Hoàng, Hải Đăng, Yêu Minh, Gemini, Vinh Tấn Kiệt, Nicky, Pháp Kiều, đấy, Quang Hùng Master D, anh Tú, ồ, có anh Tú, Atus, Phạm Anh Duy, Công Dương, đó là toàn là những cái mà rất là nhiều ca sĩ và rapper mình đã nghe nhạc của họ và mình thích trước đây. Cho nên là tại sao mà mình nếu mà mình làm reaction cái show này cũng hợp lý đấy. Just a tea, Tage, Hurricane, Hiếu thứ hai, Captain, Rider, trời, Trấn Thành, Pháp Kiều, còn mấy Eric đồ này nọ, Isaac. Cho ta mang giấc mơ to hơn những gì ta có, chẳng đánh đo chi, cứ dễ cho nghe đời cùng một trời để tìm lời hay giữa đời để nhận ra còn nhiều điều quý giá hơn khi là mình thấy thiên nhiên. Vẫn mong được sống thân là người thứ cao, chỉ cần mãi chỉ chớp bao không gió. Vẫn mong sẽ rất vãi hay đẹp đẽ từ ngắm hoa, chỉ là mong mơ đời là hao như hoa.
công nhận. Đúng là Vion đồ làm ra thì cái production này khỏi chê, nhìn đã, toàn là người nổi tiếng đồ thứ dữ không. Có điểm là không ngại cũng đôi hẳn là bường, nhưng tôi thì tại với trông gai và sông thẳng mà thường, nhưng tất cả đủ cuối cùng lại dây chẳng mình vương, nó vui sao là hậu tài không có chuẩn bị chịu lỗi thôi. Ngoài đợi tìm ghế ngồi xin vé vào show, kiếm chơi ở trời lâu. Yeah, blow ho, see the hand, bước vào thành phố, bam, hurry, king, boys in danger. Sẽ bằng nghe và mới biết sao đi, anh bay cao, quá giờ có biết đường để mà quay về. Kiếm chơi ở trời, thấy không đến chỉ để gửi lời chào, cũng ra thế giới trong một lời say bay. Đó, Negev, Hurricane và Tage thì mọi người nghe cái là thì là vẫn là giữ cái chất rap rồi, nó nghe nó không bị kiểu mà cố gắng kiểu như họ vẫn là họ, đúng không? Mọi người setup làm sao để mà làm nhạc chung mà nhiều người vậy ha, đã ha. Giống như kiểu là cái bố cục của bài đâu phải là này, phải là ngồi làm chung đồ này nọ thì mới có thể ra những cái bố cục mà những cái nó mượt như thế này. À, shop đã quá. MV làm bài anti anti art nữa, nói nữa. Ô con nhiêu, ô còn nhiêu, con. Sống vào tháng 6 năm 2024. Hết rồi. Thì đây là team song thôi, toàn là ca sĩ nổi tiếng đồ này nọ thôi, không phải là họ, mình cũng không có gì mà đánh giá ngoài cái việc là đây là một cái team song rất là team song. những anh em rapper vẫn là những giữ cái chất của mình khi mà họ rap. Nhưng mà ấn tượng nhất là cái production. À, khi mà làm một cái bài nhạc mà nhiều người như vậy á, thì cái người mà thật sự mà quan trọng nhất đó mọi người là người mà bỏ hết tất cả những cái gọi là nhiên liệu đó vô để làm thành một cái sản phẩm như là thế này, thì đó là cái người đó là rất là đỉnh đấy. Good job mọi người.
Sao mọi người thì thấy tôi có nên làm cái show, cái reaction cho cái show đó không? Đó không thì mọi người cho tôi biết ở dưới phần comment nhé. Rồi, ok, hẹn gặp mọi người vào những video reaction sau. Bye bye.